Chiều ngày 21 tháng 6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Sau khi hạ cánh, ông Habeck đã tham dự cuộc gặp với các đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi chiêu đãi do Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh tổ chức, Phó Thủ tướng Habeck nhấn mạnh, chiến lược của Berlin với Bắc Kinh phải bao gồm một kế hoạch dài hạn hơn và tính tới cách tiếp cận của toàn khối EU. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với cáo buộc của một số nhà phân tích châu Âu về việc áp dụng cách tiếp cận song phương quá mức đối với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Berlin trong 8 năm qua. Chuyến thăm của ông Habeck diễn ra một tuần sau khi Ủy ban châu Âu EC đề xuất áp dụng mức thuế tối đa lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo xích mích leo thang với EU về nhập khẩu xe điện có thể gây ra chiến tranh thương mại, và mức thuế đề xuất cao sẽ là vấn đề thảo luận chính trong chương trình nghị sự với ông Habeck trong chuyến thăm này.